bốn hoặc tên là phải thừa sự, phải tâm bình khí hòa để thừa thọ sự khổ này, do đó chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. Năm hoặc tên là biến dị, tức là tốt biến thành xấu, đó cũng là khổ. Sáu hoặc tên là chiêu dẫn oán, tất cả oán kiều là do mình chiêu dẫn đến, là mình phải thọ sự khổ đó. Bảy hoặc tên là hay khi đoạt, thứ khổ này hay khi dối đoạt lấy sự khoái lạc của chúng sinh. Tám hoặc tên là khó cộng sự, chẳng dễ gì cộng sự tại một nơi. Chín hoặc tên là vọng phân biệt hư vọng, chẳng phải phân biệt chân thật. 10. Hoặc tên là có thế lực, thứ khổ này có thế lực lớn, có thể chỉ huy tất cả, chi phối tất cả. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới tối thắng đó, hoặc tên là bại hoại, hoặc tên là si căn, hoặc tên là đại oán, hoặc tên là bén nhọn, hoặc tên là diệt vị, hoặc tên là kiều dối, hoặc tên là phi kỷ vật, hoặc tên là ác đạo dẫn, hoặc tên là tăng hắc ám, hoặc tên là hoại thiện lợi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật nói về khổ tập thánh đế và thế giới tôi thắng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm tắt có 10 thứ tên. Một hoặc tên là bại hoại, vì có phiền não cho nên bại hoại. Hai hoặc tên là si căn, tức là căn bản ngu si. Chúng ta mỗi người vốn có trí huệ và đức hạnh của Phật, nhưng vì dùng quá độ cho nên biến thành ngu si, giống như dầu thắp đèn, nếu ngày nào cũng đốt thì dầu dần dần sẽ giảm bớt, quang minh ánh sáng cũng từ từ lu mờ, cuối cùng thì biến thành đen tối. Đen tối tức là vô minh. Có vô minh thì ngày ngày khởi vọng tưởng tức là gốc rễ của ngu si. Ba hoặc tên là đại oán, oán hận đông oán hận tây, dần dần trở thành đại oán. Bốn hoặc tên là bén nhọn, khổ tập thánh đế này là thanh đao bén nhọn nhất, có hại rất lớn đối với người, cho nên trong kinh có nói, dục niệm có hại lớn đối với người, giống như mật ở trên đao nhọn rất nguy hiểm, có hại cho sự cắt lưỡi. Năm hoặc tên là diệt vị, vì lúc có phiền não thì ăn đồ ăn cũng chẳng có mùi vị. Sáu hoặc tên là kiều đối, có tâm kiều hận muốn trả thù. Bảy hoặc tên là phi kỷ vật, thứ phiền não này vốn chẳng phải là của mình mà từ bên ngoài đến. Tám hoặc tên là ác đạo dẫn, đây là ác tri thức dẫn bạn đi vào nơi hiểm ác. Chín hoặc tên là tăng hắc ám, tăng thêm hắc ám nên chẳng có quang minh, tức cũng chẳng có trí huệ. 10. Hoặc tên là hoại thiện lợi, phàm có lợi lành đối với bạn thì nó đều phá hoại, cho nên tập này chẳng phải là vật tốt. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới tối thắng, hoặc tên là đại nghĩa, hoặc tên là nhiêu ích, hoặc tên là nghĩa trùng nghĩa, hoặc tên là vô lượng, hoặc tên là chỗ nên thấy, hoặc tên là lìa phân biệt, hoặc tên là tối thượng điều phục, hoặc tên là thường bình đẳng, hoặc tên là khả đồng trụ, hoặc tên là vô vi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới tối thắng cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược có 10 danh từ. Một hoặc tên là đại nghĩa, nghĩa lý rất lớn. Hai hoặc tên là nhiêu ích, hay nhiêu ích chúng sinh chẳng tổn hại chúng sinh. Ba hoặc tên là nghĩa trùng nghĩa, trong lý nghĩa có lý nghĩa là pháp rất thù thắng, rất vi diệu. Bốn hoặc tên là vô lượng, đầy đủ nghĩa lý vô lượng. Năm hoặc tên là chỗ nên thấy, chỗ diệt đế thấy được. Sáu hoặc tên là lìa phân biệt, lìa khỏi được phân biệt thì có thể đạt được Phật tánh của chư Phật. Bảy hoặc tên là tối thượng điều phục, có phương pháp điều phục chúng sinh tối thượng, không gì sánh bằng. Tám hoặc tên là thường bình đẳng, thường thường bình đẳng, tất cả chúng sinh đều là bình đẳng, chẳng có phân biệt. Chín hoặc tên là khả đồng trụ, có thể đồng trụ với nhau, chẳng có chướng ngại. Mười hoặc tên là vô vi, tương vô sở tác vi, đoạn được tất cả các điều ác, sinh ra tất cả pháp lành. Do đó có câu, đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Lại có thể nói là vô vi mà vô bất vi, chẳng có việc thiện nào mà không làm, chẳng có làm điều ác nào. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới tối thắng đó, hoặc tên là hay thiêu đốt, hoặc tên là phẩm tối thượng,
hoặc tên là quyết định, hoặc tên là không thể phá, hoặc tên là thâm phương tiện, hoặc tên là xuất ly, hoặc tên là không hạ liệt, hoặc tên là thông đạt, hoặc tên là tánh giải thoát, hoặc tên là hay độ thoát. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, nói về khổ diệt đạo thánh đế. Ở thế giới tối thắng cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm tắt thì có 10 danh từ. Một, hoặc tên là hay thiêu đốt, hay thiêu đốt vô minh phiền não. Hai, hoặc tên là phẩm tối thượng, đây là đạo thượng phẩm tối thượng nên tinh tấn nỗ lực tu hành. Ba, hoặc tên là quyết định, đạo này quyết định tu hành, không sinh tâm hoài nghi. 4. Hoặc tên là không thể phá, đạo này còn kiên cố hơn so với kim cang, chẳng có ai phá hoại được. 5. Hoặc tên là thần phương tiện, đây là đại phương tiện kính kính. 6. Hoặc tên là xuất ly, phải ra khỏi tam giới. 7. Hoặc tên là không hạ liệt, người tu đạo phải có đạo đức cao thượng, phải có tư tưởng thanh cao, đừng có hành vi hạ liệt, đừng có tư tưởng hạ liệt. 8. Hoặc tên là thông đạt, đạo này là tứ thông bát đạt, có thể thông đạt đến thế giới khác. 9. Hoặc tên là tánh giải thoát, đạo này nếu tu hành thành tựu thì sẽ được tánh giải thoát, tức là chẳng có mọi quái ngại. 10. Hoặc tên là hay độ thoát, tức đến bờ kia, từ bờ sinh tử bên này, qua dòng phiền não đã đến bờ niết bàn bên kia. Các Phật tử thế giới tối thắng nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy là 410.000 danh từ, tùy tâm của chúng sinh để khiến cho họ được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói xong danh từ khổ tập diệt đạo bốn thánh đế ở trên xong rồi, lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị có biết danh từ bốn thánh đế có bao nhiêu chăng? Ở thế giới tối thắng nói về danh từ của bốn thánh đế có cả thảy là 410.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích sự điều phục, đều khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Các Phật tử thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới ly cấu đó, hoặc tên là hối hận, hoặc tên là tư đãi, hoặc tên là truyền truyền, hoặc tên là trụ thành, hoặc tên là nhất vị, hoặc tên là phi pháp, hoặc tên là cư trạch, hoặc tên là vọng trước xứ, hoặc tên là hư vọng kiến, hoặc tên là vô hữu số. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị nên minh bạch đạo lý của bốn thánh đế và cũng nên biết danh từ của bốn thánh đế. Ở thế giới Ta Bà nói về danh từ của bốn thánh đế có rất nhiều đủ loại danh từ. Ở thế giới ly cấu cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là hối hận, 2. Hoặc tên là tư đãi, trợ giúp nó để đặng thọ khổ. 3. Hoặc tên là truyền truyền, truyền truyền không ngừng trong 6 nẻo luân hồi. 4. Hoặc tên là trụ thành, thành khổ của chúng sinh ở. 5. Hoặc tên là nhất vị, chỉ có một vị khổ. 6. Hoặc tên là phi pháp, việc làm chẳng hợp pháp thì sẽ chịu khổ. 7. Hoặc tên là cư trạch, ở trong nhà lửa là nơi thọ khổ. 8. Hoặc tên là vọng trước xứ, làm việc vọng tưởng chấp trước cũng phải thọ khổ. 9. Hoặc tên là hư vọng kiến, những gì thấy đều là hư vọng chẳng chân thật, cho nên phải thọ khổ. 10. Hoặc tên là vô hữu số, khổ nhiều chẳng có số lượng. Các Phật tử nói về khổ tập thánh đế ở thế giới ly cấu đó, hoặc tên là vật không thật, hoặc tên là đán hữu ngữ, hoặc tên là chẳng trắng sạch, hoặc tên là sinh địa, hoặc tên là chấp lấy, hoặc tên là bỉ tặc, hoặc tên là tăng trưởng, hoặc tên là gánh nặng, hoặc tên là năng sinh, hoặc tên là thô bạo. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị nên biết ở thế giới Ta Bà nói về khổ tập thánh đế có đủ thứ danh từ khác nhau, ở thế giới ly cấu đó cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược lại có 10. 1. Hoặc tên là vật không thật, phiền não vô minh đều là hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt, là chẳng có thật tại. 2. Hoặc tên là đán hữu ngữ, nhưng có danh từ mà thôi. 3. Hoặc tên là chẳng trắng sạch, tập là thứ có ô nhiễm, chẳng trong sạch. 4. Hoặc tên là sinh địa, sinh ra ở nơi có phiền não. 5. Hoặc tên là chấp lấy,
chấp giữ thủ trước làm của mình. 6. Hoặc tên là bỉ tặc, là vật đê tiện chẳng có giá trị. 7. Hoặc tên là tăng trưởng. Tăng trưởng gì? Tăng trưởng các căn.